Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, trang 140-143, tuần 17, bài 7, dáng hình ngọn gió. Khởi động, hình ảnh gió hiện lên trong đoạn thơ sau có gì thú vị? Tôi tên là gió, đi khắp mọi nơi, công việc của tôi không bao giờ nghỉ. Tháng ngày chăm chỉ, tôi dài hơn sông, suốt đời mênh mông, rộng hơn biển cả. Xuân Quỳnh. Như vậy các em cho biết hình ảnh gió hiện lên trong đoạn thơ có gì thú vị? Thì hình ảnh gió hiện lên trong đoạn thơ là một người rất là chăm chỉ, với công việc vất vả, đi khắp nơi và không bao giờ nghỉ. Qua đó, ta thấy đây là một công việc rất là cao cả. Tiếp theo khám phá và luyện tập. Đọc một nhỏ đọc bài thơ dáng hình ngọn gió. Bầu trời rộng thênh thang là căn nhà của gió, chân trời như cửa ngõ thả sức gió đi về. Nghe lá cây rầm rì, ấy là khi gió hát, mặt biển sóng lao xao là gió đang dạo nhạc. Những ngày hè oi bức, cứ tưởng gió đi đâu, gió nép vào vành nón quạt dịu trưa ve sầu. Gió còn lượn lên cao vượt sông dài biển rộng, cổng nước làm mưa rào cho xanh tươi đồng ruộng. Gió hồ ô muối trắng, gió đẩy cánh buồm đi, gió chẳng bao giờ mệt, nhưng đâu ai biết được hình dáng gió thế nào. Đoàn Thị Lam Liễn. Như vậy chúng ta vừa đọc bài thơ. Tiếp theo các em sẽ trả lời câu hỏi. 1. Trong khổ thơ đầu, căn nhà của gió được miêu tả bằng hình ảnh nào? Thì các em đọc kỹ khổ thơ đầu, căn nhà của gió được miêu tả là bầu trời rộng thênh thang. Câu 2. Nét đáng yêu của gió được thể hiện trong khổ thơ 2 và 3 như thế nào? Thì nét đáng yêu của gió được thể hiện trong khổ thơ 2 và 3. Nghe lá cây rầm rì, ấy là khi gió hát, mặt biển sóng lao xao là gió đang dạo nhạc. Gió nép vào vành nón quạt dịu trưa ve sầu. Tiếp theo câu 3, nêu suy nghĩ cảm nhận của em về những cái việc làm của gió được nhắc đến trong bài. Những việc làm của gió tuy vất vả nhưng rất có ích cho đời. Câu 4. Từ những hình ảnh nhân hóa trong bài thơ, nói 2 đến 3 câu về gió theo hình dung của em. Thì theo hình dung của em, gió là một cô gái tinh nghịch, yêu đời, gió thường đi khắp nơi, giúp đỡ mọi người. Tiếp theo các em sẽ học thuộc lòng bài thơ. Hai nhỏ đọc mở rộng, sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm cộng đồng gắn bó. A nhỏ là chúng ta sẽ tìm đọc bài văn, gợi ý. Thì các bài văn bài thơ nói về một lễ hội, ví dụ như là hội vật của Kim Lân, rước đèn ông sao của Nguyễn Thị Ngọc Tú. Về mối quan hệ cộng đồng như buổi sáng mùa hè trong thung lũng, Hoàng Hậu Bồi, miền Tây gặt lúa Nguyễn Minh Châu. B nhỏ các em ghi chép và trang trí nhật ký đọc sách. Tên bài văn, tác giả, hình ảnh đẹp, câu văn sinh động. C nhỏ cùng bạn chia sẻ. Bài văn đã đọc hình ảnh đẹp, câu văn sinh động, nhật ký đọc sách. Rồi ghi lại một hai câu văn hay trong bài văn được bạn chia sẻ. Rồi đọc một bài văn được bạn chia sẻ mà em thích. Tiếp theo luyện từ và câu, luyện tập sử dụng từ ngữ. Số 1 nhỏ các em đọc các nghĩa của từ lưng và thực hiện yêu cầu. Lưng, một là phần phía sau của cơ thể người, hai là phần ghế để tựa vào khi ngồi, ba là bộ phận phía sau của một số vật, thì đây là các nghĩa của từ lưng. Rồi các em thực hiện yêu cầu. A. Trong các nghĩa trên thì nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa chuyển? B. Đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và một nghĩa chuyển của từ lưng. Thì các em trả lời câu A. Ở trong câu A,
này thì nghĩa của từ lưng ở đây, từ lưng số 1 là nghĩa gốc, là phần phía sau của cơ thể người. Rồi nghĩa thứ hai, nghĩa thứ ba đó là nghĩa chuyển. Rồi các em sẽ đặt câu. Đặt câu với từ lưng nghĩa gốc: mẹ em bị đau lưng, thì lưng ở đây nghĩa gốc là ở phần phía sau của cơ thể người. Rồi đặt câu phân biệt, ở đây chúng ta đặt câu một câu nghĩa chuyển của từ lưng: lưng ghế tựa rất là thoải mái. Thì câu thứ hai đó là từ lưng với cái nghĩa chuyển. Tiếp theo số 2 nhỏ chọn từ ngữ thích hợp nhất trong ngoặc đơn thay cho mỗi ô hoa trong đoạn văn sau. Bầu trời trong sạch, trong veo, trong trẻo, điểm mấy gợn mây trắng. Nắng dịu dịu không rạng rỡ chói lòa, chói chang như nắng hè. Thỉnh thoảng một làn gió đưa mang kéo theo mùi nồng nồng của biển, quyện hòa tan trộn vào mùi khói bếp trong các máy láng tạm của những ngư dân. Hương của biển đậm đà, mặn mà, mặn mòi, nồng nã nhưng thật dễ chịu. Tôi dang hai tay, ngửa mặt lên trời, hít những hơi dài và thầm cảm ơn tạo hóa đã cho, ban tặng, ban cho một ban mai trong lành như thế, theo Lưu Khánh Vũ. Như vậy các em sẽ đọc kỹ đoạn văn và chúng ta sẽ chọn từ trong ngoặc đơn, chọn một từ trong ngoặc đơn để chúng ta sẽ thay cho mỗi bông hoa này. Như vậy ở đây bông hoa đầu tiên, bầu trời trong sạch, trong veo, trong trẻo, thì chúng ta chọn từ trong veo. Bầu trời trong veo điểm mấy gợn mây, mây trắng. Rồi nắng dịu dịu không chói chang, như vậy chúng ta có ba từ rạng rỡ, chói lòa, chói chang, thì chúng ta chọn từ chói chang như nắng hè. Thỉnh thoảng một vài làn gió mang theo mùi nồng nồng của biển, như vậy đây chúng ta chọn từ mang. Rồi của biển quyện vào mùi khói bếp trong các cái láng tạm của những người dân. Như vậy chúng ta chọn từ quyện trong từ quyện hòa tan trộn. Tiếp theo, hương của biển đậm đà, mặn mà, mặn mòi, thì hương của biển mặn mòi nồng nã nhưng thật là dễ chịu. Đồi giang hai tay, ngửa mặt lên trời, hít những hơi dài và thầm cảm ơn tạo hóa đã ban tặng một ban mai trong lành như thế. Ở đây chúng ta có từ cho, từ ban tặng và ban cho, thì các em sẽ chọn từ ban tặng. Tiếp theo số 3 nhỏ tìm 2 đến 3 từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: đoàn kết, thân thiết. Như vậy từ đồng nghĩa với từ đoàn kết đó là đồng lòng, đùm bọc, bao bọc, hợp lực, chung tay. Từ đồng nghĩa với từ thân thiết là thân yêu, thân quen, thân tình. Tiếp theo số 4 nhỏ viết 3 đến 4 câu nói về sự gắn bó giữa các thành viên trong tổ hoặc lớp em, trong đó có sử dụng từ tìm được ở bài tập 3. Ví dụ, trong cuộc hội thi hội khỏe phù động được trường em tổ chức vào cuối tuần vừa rồi, tất cả các bạn trong lớp em đều tham gia thi những môn thể thao khác nhau. Đặc biệt, môn thi kéo co là trận đấu thể hiện sức mạnh đoàn kết của tập thể cả lớp. Khi có sự đóng góp của mọi thành viên, đối thủ của chúng em là lớp 2B. Chúng em đã cố gắng đồng lòng cùng nhau. Sau 3 hiệp thi đấu, lớp em đã giành chiến thắng. Em cảm thấy hạnh phúc vì kết quả này. Rồi tiếp theo phần viết, trả bài văn kể chuyện sáng tạo, bài viết số 3. Đề bài của chúng ta đó là viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe mà em thích bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện đó.
Một nhỏ là các em sẽ nghe thầy cô nhận xét chung về bài văn, về ưu điểm như là chọn được câu chuyện hấp dẫn, sử dụng lời xưng hô phù hợp với ngôi kể, trình tự kể hợp lý, đặt mình vào vai nhân vật để có những lời nói ý nghĩa hoặc là nhận xét đánh giá phù hợp. Hạn chế về cấu tạo dùng từ xưng hô chưa phù hợp, một số lời nói ý nghĩa hoặc là nhận xét đánh giá chưa phù hợp với nhân vật kể. Hai nhỏ là đọc lời nhận xét của thầy cô và chỉnh sửa bài đã viết, cấu tạo ngôi kể dùng từ viết câu. Ba đó là chúng ta viết lại đoạn văn kể lại sự việc chính của câu chuyện cho hay hơn. Bốn là cùng bạn bình chọn bài văn kể chuyện giàu cảm xúc, bài văn kể chuyện hấp dẫn. Cuối cùng vận dụng chúng ta viết 2 đến 3 câu về gió, trong đó có sử dụng hình ảnh so sánh hoặc là hình ảnh nhân hóa.